Thưa quý vị, ngày hôm nay lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Lễ tưởng niệm gửi tới cộng đồng lời cảnh báo về những mất mát thiệt hại to lớn mà từng gia đình và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông. Cùng với đó là lời kêu gọi sự chung tay hành động ngăn chặn tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, mỗi ngày hơn 20 người ra đi, ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà do tai nạn giao thông. Trong 10 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra hơn 14.000 vụ tai nạn giao thông, 6.300 người chết và là bị thương gần 11.000 người. Từ năm 2005, Liên Hợp Quốc chọn ngày Chủ nhật, thứ ba, tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm để tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.